Thì đột nhiên ở trên Sapa, trong một lớp trước khi buổi học thì con ngồi trong một cái bàn ăn, thì thấy một cô bé vợ con hiện tại ngồi đối diện với con, chắc bạn nhớ rồi ạ, mặc áo màu trắng, rất là lanh lợi, rất là hòa đồng, rất là năng lượng. Dạ bác, thế là mình để ý trước, mình tí trước, nhưng mà cô ta có vẻ không để ý tới con. Còn bây giờ xin mời quý vị chúng ta dành một tràng pháo tay chào đón cặp vợ chồng đầu tiên. Chào chào. Trước tiên xin mời hai bạn giới thiệu về mình. Dạ vâng ạ. Xin chào cô Hồng Vân và chú Quốc Thần ạ. Con tên là Nguyễn Như Đức, hiện tại 35 tuổi, hiện tại đang là giám đốc công ty MTC Skin, chuyên cung cấp thiết bị thẩm mỹ và mỹ phẩm chuyên dụng cho spa nhập khẩu từ Hàn Quốc ạ. Và đây là vợ con. Dạ con chào cô chú ạ. Con tên là Bùi Thu Hằng, năm nay con 30 tuổi và hiện tại thì con đang sinh sống và kinh doanh ở tại Hà Nội. Thì sản phẩm của ông xã thì cũng là một trong số các sản phẩm mà con đang kinh doanh ạ. Không biết là các bạn có làm việc ở tại thành phố Hồ Chí Minh không? Con đang sống ở ngoài Bắc, vợ con là vợ Bắc, con là chồng Nam, thế là ra Bắc, thế là con sinh sống và làm việc hiện tại ở ngoài đó, Bắc là chính ạ. Nghĩa là làm rể ngoài Bắc đó đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi bây giờ chắc có lẽ là mời hai bạn có thể chia sẻ cho chương trình được biết rằng là cái cơ duyên nào mà hai bạn gặp nhau và lần đầu tiên gặp nhau thì ấn tượng về nhau ra sao? Dạ vâng. Dạ thì hai vợ chồng con thì gặp nhau trong một cái chương trình học phát triển bản thân. Thực ra là hai vợ chồng mỗi người đều dành khá là nhiều tiền cho cái khóa học đó đấy ạ. Bản thân con là tiền học là khoảng 368 triệu. Và chi phí các thứ thì cái khóa học đấy của con là một năm đấy con học là hết 500 triệu tiền đi học đấy ạ. Và anh xã nhà con cũng thế. Thế bọn con khi mà ở trong cùng cái lớp học đấy là Eagle Club, nha, bọn con học cùng với cả nhau thì là bạn cùng lớp và quen biết nhau từ cơ duyên đấy ạ. Wow, tức là tụi con học cách đây bao nhiêu năm rồi? Cách đây 3 năm ạ. Nhưng mà có nhớ cái lần đầu tiên mà gặp cái bạn này á, là bạn ấy có ngồi, là lúc đó là bạn đó, bạn này là ngồi kế mình hay là bạn ấy ngồi xa mình? Chắc vợ con không nhớ đâu ạ. Thôi giờ con kể đi. Dạ vâng ạ. Con thì làm việc ở bên nước ngoài Hàn Quốc được 10 năm. Sau trong một cơ duyên con về hay về Việt Nam, thế là con đi học lớp phát triển bản thân. Thì đột nhiên ở trên Sapa, trong một lớp trước khi buổi học thì con ngồi trong một cái bàn ăn, thì có thấy một cô bé vợ con hiện tại ngồi đối diện với con, chắc thằng không nhớ đâu ạ. Mặc áo màu trắng, rất là lanh lợi, rất là hòa đồng, rất là năng lượng và hợp bác. Thế là mình để ý trước, mình tí trước, nhưng mà cô ta có vẻ không để ý tới con. Thật sự thì hồi đấy thì với con là cái số tiền rất là lớn, vì thời đấy hồi đấy con khoảng tầm 26 tuổi, thì khi mà con đã xác định là mình đầu tư cái số tiền đấy rất là lớn để mình đi học rồi, nên con chỉ tập trung vào việc học thôi ạ. Nhiều khi mình không có để ý lắm. Và anh Đức thì con thì chuyên là ngồi bàn đầu nhìn chiếu tướng thầy để học, còn anh Đức thì không bao giờ ngồi bàn đầu mà toàn ngồi cuối lớp, nên là chính vì vậy mà không nhìn thấy nhau. Nhưng mà trước đó con có người yêu chưa? Đã trước đó chưa ạ, con độc thân 5 năm trước đó. Bạn này là đã truy tìm Facebook cô hàng này. Dạ vâng. Và tìm hiểu, sau một thời gian tìm hiểu thì biết cô này chưa có người yêu. Và chú đoán nha, sau đó là bắt đầu bạn này bắt đầu tấn công. Tấn công nhanh. Sau đó tấn công con nhắn tin hỏi thăm và con giả bộ như là một học viên chưa biết gì hỏi thăm lớp trưởng, bạn coi bạn chỉ cho con. Cái chiêu quen quá. Dạ vâng, chiêu quen quá. Nhưng mà bạn rất lạnh lùng, biết nhau từ tháng 6 nhưng tới tháng 8 con mới tán được. 2 tháng sau. Dạ vâng. Ủa như vậy cũng đâu có lâu lắm đâu chị Một. Đấy là một cái chương trình học là 5 ngày thôi, sau đấy thì ai lại về nhà người nấy. Nhưng mà các tháng sau thì bọn con đều có những cái khóa học tiếp ở Hà Nội hoặc là Sài Gòn. Có một cái khóa học là khóa học thấu hiểu ở Hà Nội, tên khóa học tên là thấu hiểu. Con có ấn tượng với anh Đức là ở cuối chương trình là anh ý chia sẻ giơ tay phát biểu rằng là ngày hôm nay thì em rất là cảm ơn thầy. Cái buổi ngày hôm nay thì em học thêm kiến thức để em thấu hiểu hàng xóm, thấu hiểu mọi người và em mong muốn là tìm một cô bạn gái. Lúc đấy em có để ý nhìn anh ý là phát tín hiệu lên bộ chủ là đứng lên nói. Nhưng mà cái lúc nói có địa hằng cái lúc nói thì có ai để ý mình đúng không ạ? Thấy hằng quay lại nhìn con. Thế là tối hôm đó con nói là thôi hôm nay để anh chở em về, cũng tan học rồi. Trên xe con ấy nó có một con Spiderman, thì con hỏi hằng là Spiderman làm nhiệm vụ gì, hằng có nhớ không? Đấy. Em hình như là em bảo là bắn tơ ấy. Đúng rồi. Thì con nói bắn tơ nhẹ đó. Thì con ai mà ngồi vị trí này á bị bắn tơ vô xe á làm người yêu anh thì ráng chịu nha. Thế cô dạ, cái xong là mình vui vẻ quá mình lại lái xe đưa cô về. Dạ. Từ đó thì đi mới bắt đầu. Xong rồi đấy, buổi tối hôm đấy thì anh ý bảo là để mấy hôm nữa anh sang xin phép bố mẹ em là để tìm hiểu em. Thì con cũng cảm thấy là buồn cười bởi vì là lúc đấy thì con cũng 27 tuổi rồi, anh ý thì cũng hơn 30 tuổi rồi, tức là cũng không còn trẻ nữa, không phải trẻ con nữa mà lại nghĩ đến việc là phải xác xin phép bố mẹ mình, nên mình cũng thấy anh này rất là đáng yêu ạ. Rồi sau đó thì Đức có tới nhà gặp bố mẹ không?
Rồi lần đầu tiên đến nhà thì như thế nào? Dạ vâng, lần đầu tiên đến nhà đó một cảm xúc, quay lại cảm xúc ạ. Con lái xe tới thì lúc đó mẹ vợ con hiện tại đưa hàng ra với tâm thế là rất nghiêm khắc. Nhưng mà lúc mà nghiêm khắc xong nhìn thấy con mẹ là cười. Con kia là xin phép cho con phép bếp đưa hàng lên Hồ Hoàn Kiếm để đưa hai đứa đi ăn, xong rồi tối con là đúng 9 giờ rưỡi con sẽ đưa về. Dạ. Con xin phép xong đưa về đúng giờ đúng giấc, thế là bố mẹ hai bên mình rất là vui. Dạ. Thực ra là trước cái buổi đấy thì con có bảo với mẹ con là mẹ nha mẹ cười tém tém lại để giữ giá cho con, bởi vì là khi mà mẹ con mà biết là có ai đó đến tìm hiểu là mẹ con vui lắm ấy ạ, cười không hết được mồm. Có nghĩa mẹ vui là bởi vì con gái mẹ là có tín hiệu thoát ế đúng không? Dạ vâng ạ. Sau đó thì bao lâu thì các bạn mới yêu nhau? Dạ, thực sự là cái hôm đưa em về đó đầu tháng 8. Cuối tháng 8, hôm đấy là 29 tháng 8 anh. 29 tháng 8, ý hôm đó mới là buổi đầu tiên con bạn biết con và con đưa bạn về. Mùng 1 tháng 9 mình hẹn hò lần đầu tiên. Con dặn yêu ngầm đó ạ. 29 tháng 8 biết nhau. Mùng 1 tháng 9 là hẹn hò lần đầu tiên. Dạ, đi chơi. Chị ơi, có 3 ngày thôi chị. Thì đó đúng rồi, không phải gì mới hỏi luôn nè. Dạ. Hẹn hò, 1 tháng 9 hẹn hò chính thức. Sau 2 tháng. Là đăng ký kết hôn. Đăng ký kết hôn, xong rồi bọn con cưới vào ngày 10 tháng 12 ở Hà Nội luôn ạ. À. Quen đã nhau trong 3 tháng. Có 3 tháng thôi. Vậy là đám cưới được bao lâu rồi con? Đám cưới được 3 năm. 3 năm rồi ạ. 3 năm rồi. Và sinh được một cô con được 18 tháng tuổi rồi ạ. Trời, vi mà người ông bà. Nhưng mà nó nghe là trong 3 tháng trời. Con có thấy là mình tìm hiểu ảnh là đã thấu đáo chưa? Dạ. Hoặc là trong cái giai đoạn yêu thì là con có thách thức ảnh hay là con thử thách ảnh một cái gì hay không? Anh Đức thì khá là khớp với cái hình mẫu mà con viết ra ấy ạ. Con có một cái checklist, xong rồi con mới in hình của ba người hình mẫu ra. Đầu tiên là con in hình một anh diễn viên Putty Chai ở bên Thái Lan. Mà là mình muốn tìm một người chồng là đẹp trai như thế này. Xong rồi con in hình người thứ hai là con in anh Ronaldo. Con bảo là mình muốn tìm một anh là nghị lực như thế này. Và con in một hình thứ ba là anh Elon Musk. Là con bảo là muốn là một lãnh đạo lớn như người này. Và xong rồi con in hình của ba anh này con treo khắp phòng trong nhà con. Ba anh đó có giống như anh này không? Lúc mà gặp anh Đức thì từ cái đoạn mà con thấy rằng là à, anh ý sẽ rất là phù hợp để làm bố của con mình. Và là một người đồng đội, người bạn đời của mình. Sau này đã con cảm thấy rất là có sự phù hợp. Nhưng mà sau đấy thì khi mà cưới xong rồi con mới đi tìm lại cái list của con ấy, thì con thấy anh ấy có khoảng 80%, hơn 80% ở trong cái list đấy. Rõ ràng là chị Một có thấy không? Thật ra để có được hạnh phúc như ngày hôm nay và để mà chia sẻ cái niềm hạnh phúc đó trong chương trình ngày hôm nay, rõ ràng là để có được hạnh phúc đó là lựa chọn. Lựa chọn. Đó, hạnh phúc là sự lựa chọn. Ừ. Vậy thì trong suốt 3 năm ở với nhau, có những cái tật xấu gì nó lòi ra không? Có một điều mà con khá là ngạc nhiên, đấy là sau khi cưới thì anh ấy không hiền giống như là mình tưởng tượng. Wow, thôi giờ hôm nay nhân tiện nè, con cứ khui ra đi. Con cứ tưởng trai miền Nam thì sẽ hiền rồi, không gia trưởng bằng trai miền Bắc. Nhưng mà anh ấy có thể thấy anh ấy rất là gia trưởng và khó tính ạ. Để ý chi tiết ạ, tức là anh ấy quan sát được từ đầu đến gót chân luôn ấy ạ. Ví dụ giày mình mua mới về, mình chưa kịp bóc mác ở dưới đế giày thì anh ấy bảo là em chưa bóc mát giống như là bôi cho chắc chấu ở mặt anh. Con nghĩ chuyện đấy là nó chẳng có gì để mà bị mắng cả, có phải chuyện gì to tát thì nên chính vì thế con mới hay tủi thân. Như vậy là chắc chắn sẽ có rất nhiều cuộc cãi vã. Có nhiều đúng những rồi. Cái mà nó mang tính chất vùng miền nữa không kể. Đúng không em? Cãi vã thì cũng không hẳn đâu ạ, bởi vì là con không thích cãi vã. Nên là nhưng mà con muốn giải thích. Nhưng mà con chỉ giải thích thôi thì với anh ấy là cãi rồi. Và anh ấy lại còn nạt thêm nữa nên nên là thôi chọn im lặng cho yên ấm. Còn cái điều thứ hai nữa đấy là anh ấy chi tiêu quá phóng khoáng ạ. Và nhiều thứ nó quá sức tưởng tượng của con. Ví dụ như là anh ấy có thể đặt một cái bức tượng khảm riêng gần 200 triệu, chỉ khắc mỗi con rồng với con khỉ ạ. Rồi mua cái xe đạp 200 triệu. Còn một điều nữa là con thấy anh ấy hay đi nhậu quá và nhậu muộn ấy ạ. Nhưng mà cái này khắc thì mà đúng không? Cái này thì không có giải thích được. Mày không hiểu luôn. Là nhưng mà nhiều khi nó là cái nỗi khổ. Đúng rồi. Là đi tiếp khách nữa. Đúng rồi. Anh ý 11, 12 giờ đêm mà chưa về nhà là con sốt ruột lắm. Ủa nhưng mà là anh ấy có hay giận dỗi gì không? Ôi trời ơi, hay dỗi lắm ạ. Trong nhà con là anh ý là người dỗi nhiều hơn ở con. Thì đó. Anh ấy có tưởng phụ nữ là người được dỗi. Anh bị trộn nhiều vùng miền quá đó con. Rồi không biết bây giờ những lúc nào thì mình phải xử sự theo kiểu người dạ, Nam bà. Lúc nào thì xử sự theo kiểu Bắc, lúc nào xử sự theo kiểu Đà Lạt. Rồi mỗi lần như vậy tụi con dùng cách nào để mà có thể hòa thuận lại với nhau? Thực ra thì có cái khoảng thời gian đầu tiên con cứ nghĩ là con gái thì sẽ được dỗi. Thế thì cái khoảng sau khi mà cưới nhau ấy thì có một lần
là anh ấy hơi to tiếng với con, thì con dỗi con bỏ bữa ăn sáng đấy và con đi làm. Cái hồi đấy con dỗi được có, con nhịn được có một bữa, anh ấy nhịn cho 3-4-5 bữa. Thế là anh nhịn sang ngày hôm sau nữa, thế là không con phải luôn làm lành trước. Vâng. Không ăn cơm và không nấu. Ăn luôn, cứ về nhà là đến giờ cơm là lên giường nằm dỗi. Từ đấy trở về sau thì con biết là ông này dỗi giỏi hơn mình. Nên là thôi mình dỗi làm gì. Đàn ông không biết lắng nghe ạ. Con phát hiện ra để con đọc một cuốn sách và người ta nói rằng là đàn ông không biết lắng nghe. Thì giả vờ lắng nghe lúc đang yêu rồi. Đúng rồi. Ở lúc đang yêu thì họ chỉ giả vờ lắng nghe. Giả vờ đó. Nhưng mà con biết rằng là họ biết đọc. Thế là con mới ngồi viết tâm thư. Ví dụ như là những lúc mà sau một thời gian mà sinh em bé, con muốn quay trở lại công việc, con muốn đi làm. Anh ý thì vẫn muốn con là tập trung vào chăm em bé. Nhưng mà con bảo là 1 năm rồi và em cũng cần có cái công việc, sự nghiệp riêng, em có cần có một cái những phát huy những cái khả năng của em. Nhưng mà để mà đối thoại trực tiếp ấy, thì rất là khó, bởi vì là trong lúc đấy cảm xúc nó lên và mình không kịp trình bày gãy gọn 1, 2, 3, 4 thì mình đã khóc rồi. Nên là con phải viết ra tâm thư và mong muốn của em là như thế nào. Thì con sẽ âm thầm là gửi cái tâm thư để cho anh ấy. Thì lúc mà đấy thì và chú muốn hỏi cái cảm xúc của Đức, phải hỏi liền cái cảm xúc của Đức khi mà đọc được cái tâm thơ đầu tiên của vợ thì lúc đó như thế nào? Cảm xúc mình cảm giác như là lâu nay mình đã không lắng nghe những cái mà vợ nói, để tại sao mà vợ phải viết tận cái tâm thư gửi cho mình như thế này. Thì lúc đó con mới chủ động nói một câu thần chú tới vợ, xin lỗi vợ. Anh yêu em, anh xin lỗi em, anh có lỗi với em, hãy tha thứ cho anh. Thì khi mà nói như vậy thì vợ tha thứ cho con và hai đứa ôm nhau và hôn nhau cái là hòa. Điều mong muốn lớn lao nhất của con, muốn chồng con thay đổi điều gì trong những cái con vừa nêu ra? Con muốn anh nghĩ là tiết chế cái cảm xúc của mình. Thế mạnh của con là điều chỉnh cảm xúc của bản thân. Chứ nếu mà là một người vợ khác thì con nghĩ là trong những lúc mà anh ấy nổi nóng, anh ấy nóng tính ấy, thế thì nếu mà mình không tha thứ được, mình không tự chữa lành được thì vợ chồng giống như giọt nước tràn ly, nó sẽ có vấn đề từ việc đấy. Con có làm một cái kênh TikTok và con rủ anh Đức đóng chung với cả con. Đó là kênh mà vợ bắc chồng nam. Thực ra ấy, con làm cái kênh đấy, mục đích chính của con ở đây là bởi vì con là người viết kịch bản. Nên là khi mà có muốn có cái thông điệp gì đấy, con muốn nhắn nhủ đến chồng con, thì thay vì là nói trực tiếp với anh ấy, con sẽ viết thành kịch bản. Con bảo là hôm nay anh diễn cho em cái này. Thế là có những cái kịch bản nó rất hợp với tâm trạng của các bà vợ, các chị vợ. Thế là tự dưng nó viral lên ạ. Thông qua cái kênh đấy là con cũng điều chỉnh anh ấy theo cái mong muốn của con nữa. Và những cái thông điệp ngầm ở trong đấy để anh ấy hiểu. Thế bây giờ tới Đức. Dạ vâng ạ. Thật xấu vợ con thì nói nhiều. Càm ràm nói nhiều. Quay là diễn giả. Dạ vâng. Lấy chồng là con bị nói ít đi nhiều lắm đấy. Không dám nói. Trời. Thôi nói chung là nói nhiều, chúng ta đang khui tật xấu. Dạ vâng. Không cần phải giải thích. Ngoài cái nói nhiều không ra còn gì nữa. Không cần định lại. Nói xong là không cần định lại. Có bừa bộn không? Hay là trong lúc ngủ thì như thế nào? Đó. Trong lúc ngủ trong sinh hoạt vợ chồng thì có những cái sự thân mật gì đó rất là dí dỏm hay không? Dạ vâng. Về ngủ thì con thường thấy con gái thường trên phim ảnh hay là rất là ngủ thùy mị, đúng nết na như công chúa đúng không? Dạ vâng, ngủ công chúa. Nhưng mà khi mà ngủ con là chân vác lên con rồi nè, tay vác lên con rồi nè, nói chung là con là cái gối ôm để cho bé gác lên. Có nghĩa là lúc thức thì con rồng nó ác được. Dạ vâng. Con khỉ. Nhưng mà khi ngủ rồi là con khỉ coi như là nó ác luôn. Đúng rồi ạ, chung nói đúng. Tại vì cái giường con rất là rộng đúng không ạ? Nhưng mà con ngủ lúc nào sáng ngủ vậy con ngủ cái mép giường là như cái giường to vậy. Đó. Hậu quả của việc ác người ta trong lúc thức. Đó, rồi, tiếp tục. Thêm cái nữa thì con thì hay chi ly tinh tế và rất là gọn gàng. Nhưng mà khi với vợ thì vợ hay bận rộn, hay bưu bộn một tí. Bưu bộn một tí thì cũng hay có người làm hỗ trợ vấn đề về treo quần áo. Như là quần áo mà bị nhăn hay gì là con nói ngay. Đấy, có những cái mà bừa bộn một tí à. Dạ. Bừa bộn một tí hay nhiều tí thì cũng là bừa bộn. Dạ. Cho nên là bỏ cái chữ một tí đi. Dạ. Chỉ có giữ lại chữ bừa bộn thôi. Dạ. Rồi, dạ. Bây giờ mong muốn vợ mình thay đổi điều gì hả Đức? Dạ vâng, theo con thì mong muốn thì đến với nhau là một cái duyên. Giống như vợ con đã chia sẻ, hạnh phúc không phải là đích đến, mà hạnh phúc là một hành trình. Và lựa chọn là may mắn của con, là hạnh phúc là lựa chọn đúng một người vợ rất là tâm đầu hiếu hợp với con. Và thâm tâm con thì rất là mong muốn vợ con thì ngoài công việc ra, sở thích của em một thanh gươm, em có thể ra ngoài em tỏa sáng. Nhưng mà khi về với gia đình vẫn phải dành thời gian cho gia đình. Có những lúc
Em đi công việc hiện tại, em đi về thì 8 giờ cũng họp Zoom, 9 giờ họp Zoom, cho tới 11 giờ cũng họp Zoom. Thì như vậy thì có những cái lúc khoảng thời gian, không có khoảng thời gian trống cho anh. Và đôi khi anh cũng thấy áp lực khi mà anh ru con ngủ. Rất là mong vợ hỗ trợ anh vấn đề công việc, sắp xếp để buổi tối từ khung giờ từ 8 giờ cho tới 11 giờ thì vợ có thể dành thời gian riêng cho anh để chia sẻ hơn nhiều hơn nữa. Vâng. Và mong muốn tiếp theo nữa là sau khi em thành công trong việc trong 2 năm nữa thì hãy thực hiện lời hứa giống như vợ chồng mình hoạch định ra là chúng ta sẽ đẻ con năm nào để duy trì nội giống. Tôi vẫn còn 2 đứa nữa. Nghĩa là muốn thêm 2 đứa nữa. Dạ vâng ạ. Nói chung là thôi, hay là muốn nói rồi. Mong cô Hồng Vân và chú Quốc Thận là cũng để ý tới lời hứa vợ con. Tức là năm nào nữa? Là năm nay hay là năm sau? 2026. 2 năm nữa. Gia đình sẽ 5 người là Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ. Ôi, anh nghĩ là sẽ được. Đã coi tử vi rồi đó đúng không? Dạ. Nhưng là con mạng kim, là chồng mạng gì? Mệnh mộc ạ. Mộc ạ. Mộc. Cú bây giờ đang mệnh thổ rồi ạ. À, thủy, còn một đứa mệnh hỏa và thủy. Wow. Thôi con đem cô về nuôi đi, là cô là thủy rồi. Cô là hỏa nè. Rồi. Đem cô chú về nuôi luôn đi, khỏi cần. Rồi. Nói chung là các cặp. Dạ vâng. Nói chung là như vậy nè. Với cái cặp này á, mình không cần phải khuyên gì nhiều. Dạ. Bởi vì các bạn đều là những người mà nắm chắc được cái vận mệnh của mình, cái công việc của mình, cái cuộc sống của mình, kể cả cảm xúc của bản thân, là mỗi đứa mạnh một vế rồi, cho nên là hỗ tương cho nhau. Thực ra hai đứa con đều giỏi, đều thông minh hết, cho nên nếu tụi con giữ được cái hạnh phúc này, giữ được cái mái ấm gia đình này, thì con của tụi con là những người mà sướng nhất, bởi vì tụi nó hưởng được hết đó. Cho nên cố gắng mỗi đứa nhường qua nhường lại một chút xíu, hiểu không? Còn đủ để biết, cái gương ra ngoài sử dụng sao không biết, về nhà cứ cất luôn đi đó, cứ về là cứ yêu thương nhau mà tỏa sáng yêu thương nhé. Là sao cất luôn đi là sao? Cái gương á thì nói là cái gương á thì cứ đem về nhà rồi xong rồi nó bị lục, bị reset á. Không thì ý là bạn vợ đó bây giờ cứ cho ra ngoài chinh chiến đi đó, còn nó về nó tự biết là nó không có được quyền chém bậy rồi. Đúng không? Phải tự biết cái chỗ. Con đâu dám nơ, bây giờ thì con công việc cũng bận nhưng mà con cứ 2-4-6 thì con đi, con làm việc, nhưng mà thứ 3-5 là con ở nhà ăn ôm chồng để cho nó cân bằng mọi thứ. Ok đấy. Rồi xin cảm ơn hai đứa nghe. Dạ. Xin cảm ơn chúc cho hai đứa coi như là 2 năm sau sẽ có một em bé, sẽ có một cô bé xuất hiện trong gia đình của mình. Vâng ạ. Rồi xin chào và hẹn gặp lại.